Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tech Room và mình là Diễm Chan. Vào ngày 22 tháng 6 vừa qua thì thương hiệu TV Sanco đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với 3 model mới có 5 kích thước màn hình khác nhau và giá dao động là từ 3,19 triệu cho đến là 12,39 triệu đồng. Và theo đó thì thương hiệu TV Sanco là kết quả của tâm huyết phát triển một thương hiệu TV bình dân dành cho đông đảo người dùng Việt của công ty cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí. Và đại diện của Sanco đã cho biết thì tất cả các sản phẩm được lắp ráp tại nhà máy có diện tích là 40.000 m², đặt tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và tấm nền màn hình thì được cung cấp bởi công ty Samsung Suzo LCD. Đây là một công ty con của Samsung Display. Sanco cho biết thì các sản phẩm TV thương hiệu Việt này sẽ có tỷ lệ nội địa hóa khoảng 50% và công ty cũng sẽ sử dụng các linh kiện của Đài Loan, Trung Quốc trong các sản phẩm của mình và sản xuất dựa trên tiêu chuẩn chất lượng Hàn Quốc. Và các sản phẩm TV thương hiệu Sanco thì sẽ được phân phối bởi công ty cổ phần điện lạnh điện tử Bình Minh và điều này sẽ được kỳ vọng là sẽ giúp cho các TV Việt mới có thể tiếp cận được nhanh đến người tiêu dùng. Và các sản phẩm của Sanco thì sẽ được áp dụng chính sách là một đổi một trong 101 ngày từ ngày mua và bảo hành trong vòng 24 tháng. Và cũng tại sự kiện ra mắt thương hiệu mới này thì Sanco cũng công bố thêm 3 dòng sản phẩm mới, đó chính là Smart Voice, Smart TV và DTV, dòng TV kỹ thuật số với nhiều các kích thước màn hình khác nhau để có thể đáp ứng được thị hiếu của đa số người dùng tại Việt Nam. Và cụ thể dòng TV điều khiển bằng giọng nói Smart Voice với các đặc điểm nổi bật theo công bố của Sanco là có thể điều khiển bằng giọng nói này, tìm kiếm nhanh và chính xác với giọng nói của cả 3 miền và sử dụng công nghệ hình ảnh là Picture Witcher 2 và chức năng hát karaoke 5 số với hơn 100.000 bài hát. Và mẫu TV này thì sử dụng hệ điều hành là Android với giao diện là UX 8.1, được trang bị cổng HDMI, USB, VGA giúp chia sẻ nội dung dễ dàng hơn. Và các sản phẩm này thì sẽ có rất nhiều những cái mức giá dao động theo cái kích thước màn hình và mình sẽ hiển thị cho các bạn xem mức giá như thế này á. Và các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào? Còn để đánh giá chi tiết hơn thì có lẽ là đến một lúc nào đó tụi mình mượn trên tay được cái chiếc TV Sanco này thì sẽ gửi các bạn video chi tiết hơn. Xem xong video thì các bạn đừng quên nhấn nút like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho Tech Room mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.